loại mặt nạ cấp ẩm tự nhiên tốt nhất cho làn da trong mùa hanh khô mùa hanh lạnh khô tới khiến da của bạn lúc nào cũng có cảm giác căng rát thậm chí là ngứa tận dụng các thực phẩm tự nhiên dưới đây để làm mặt nạ sẽ hỗ trợ cải thiện đáng kể tình trạng này có nhiều thủ phạm gây khô da đó có thể là thói quen tắm hàng ngày bằng nước quá nóng sự thiếu hụt dầu tự nhiên do tuổi tác hay thời tiết khô hành của mùa đông một đâu là loại mặt nạ cấp ẩm tự nhiên tốt nhất cho làn da trong mùa hanh khô Tin tốt là bạn không cần thiết phải tới gặp bác sĩ nếu muốn cải thiện tình trạng khô da của mình, trừ trường hợp gặp các vấn đề khác kèm theo kéo dài. Thay vào đó, bạn có thể cân nhắc thêm các biện pháp tự nhiên vào thói quen chăm sóc da hàng ngày tại nhà, trong đó có đắp mặt nạ. 1.1. Dầu ô liu Có một loại dầu tự nhiên tuyệt vời cho làn da chính là dầu ô liu. Bạn chỉ cần xoa dầu ô liu lên da và đắp một miếng vải ẩm cộng ấm lên mặt cho tới khi nguội. Loại mặt nạ này không những không khiến lớp dầu tự nhiên trên da bị mất đi mà còn giúp làm sạch da của bạn. 1.2. Mặt nạ từ quả bơ Mặt nạ từ quả bơ là một cách làm dịu làn da khô được ưa chuộng. Bạn có thể xay nhuyễn, nửa quả bơ trộn cùng một muỗng cà phê dầu ô liu hoặc thêm vào đó một muỗng canh mật ong trong trường hợp da bạn cực khô rồi đắp lên mặt. Để hỗn hợp này trên da khoảng 15 đến 20 phút rồi rửa sạch lại bạn sẽ cảm thấy da của mình như vừa được cấp một lượng lớn chất dưỡng ẩm nếu như sử dụng thường xuyên. Lưu ý là nếu như bạn bị dị ứng với mật ong, hãy thận trọng nếu muốn sử dụng. 1.3. Mặt nạ bột yến mạch Nhiều người biết đến bột yến mạch với công dụng giảm cân và tẩy da chết. Nhưng đây còn là một nguyên liệu của mặt nạ cấp ẩm cho da tự nhiên cực hiệu quả. Bạn trộn hỗn hợp bột yến mạch, sữa tươi và mật ong theo tỷ lệ một chia một chia một rồi xoa đều lên da. Massage nhẹ nhàng theo vòng tròn khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước sạch. Ngoài ra, do tình trạng nứt nẻ khô da mà da chết cũng nhiều hơn. Bạn có thể trộn 2 phần yến mạch với 1 phần mật ong cùng một chút nước để làm hỗn hợp tẩy da chết. 1.4. Dầu dừa Cũng là một loại dầu gốc béo. Dầu dừa được các chuyên gia về da liễu khuyên dùng nhờ lành tính và có cơ chế hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên. Bạn có thể bôi dầu dừa trước khi đi ngủ hoặc bất cứ lúc nào. Không chỉ sử dụng cho mặt, bạn có thể sử dụng dầu dừa cho các vùng da khác trên cơ thể, nhất là với vùng gót chân hay da tay bị nứt nẻ vào mùa đông. Sẽ hiệu quả hơn nếu sau khi xoa bạn đeo tất giày hoặc mang găng tay để ủ. 1.5. Mặt nạ nha đam cho da khô Mặc dù thường được coi là một biện pháp giúp giảm rát cho bỏng, cháy nắng, nhà đam cũng hữu ích trong những tháng mùa đông hành khô bằng cách giảm các mẩn đỏ và kích ứng liên quan đến tình trạng khô da quá mức, thậm chí là giúp giảm các dấu hiệu lão hóa và mụn trứng cá bạn có thể sử dụng nha đam tự nhiên hoặc nha đam trộn với một thìa sữa, mật ong. Bột hạnh nhân trộn đều lên vào xoa hỗn hợp này lên mặt trong khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước ấm. Tuy nhiên, bạn nên thử bôi nha đam lên vùng da cổ tay trước để thử xem mình có bị dị ứng không. 1.6. Mặt nạ dưa chuột Nhờ chứa một hàm lượng lớn nước nên mặt nạ dưa chuột được biết đến với công dụng cấp ẩm cực hiệu quả cho làn da khô. Bạn có thể sử dụng dưa chuột cắt lát mỏng hoặc xay nhuyễn để đắp lên mặt khoảng 15 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch. 1.7. Mặt nạ sữa Sữa có đặc tính chống viêm tự nhiên, chứa axit lactic, một chất tẩy da chết tự nhiên loại nhẹ. Bạn có thể nhúng một miếng mặt nạ giấy hoặc gạc vào hỗn hợp sữa mát rồi đắp lên bất cứ một dùng da bị khô nào trong 5 đến 10 phút. Mặt nạ từ sữa đặc biệt hiệu quả với những vùng da bị kích ứng, ngừa ngáy. 2. Cần làm gì để tránh tình trạng da khô nứt kéo dài? tái phát. Có nhiều nguyên tắc để chăm sóc một làn da khô thường xuyên, chủ yếu là dưỡng ẩm ngay sau khi ra khỏi phòng tắm, tránh tắm nước nóng và kéo dài trên 10 phút, chọn xà phòng tắm lành tính, không chứa các thành phần tẩy mạnh, mùi thơm nồng. Tránh để da tiếp xúc với hóa chất mạnh như rượu và dấm táo bởi chúng có thể khiến tình trạng da khô trầm trọng hơn và thậm chí là gây bỏng. Uống nhiều nước để duy trì độ ẩm cho da từ trong ra ngoài, chưa kể đến nhiều lợi ích cho sức khỏe khác mà uống nước đầy đủ mang lại ăn mặc phù hợp với thời tiết bởi mùa hanh khô kèm gió lạnh không chỉ cần kem chống nắng mà còn cần bảo vệ ra khỏi nứt nẻ và khô nứt nhìn chung không có mặt nạ nào là loại tốt nhất cho da khô điều quan trọng là loại nào phù hợp với bạn nếu băn khoăn bạn nên tìm đến sự tư vấn của bác sĩ gia liễu để được hướng dẫn cụ thể hơn